Ok các bạn ơi, mình lại có chuyến đi câu lần thứ ba ra Hòn Dấu các bạn nha. Mời các bạn cùng với lại đội câu của mình hôm nay đi trải nghiệm câu cá ngoài một cái vị trí bè mới, xem hôm nay cá nó có cắn không nha. Dấu câu cá các bạn ơi, vẫn là địa điểm cũ nhưng mà sang một cái góc bè mới rồi. Mấy bác cháu vừa mới tập kết, cho ít nữa ấy vào đi nhờ Hải Béo ơi. Có mấy mới có mấy chai, cho thêm vào đi cho nó mát uống nữa. Đấy, trong một tí cắt ra cho nó ấy mà thành đấy. Bác vị đã bắt đầu thả câu ngay từ lượt đầu tiên rồi, thì đi tham quan ở trong ấy đấy, trong cái xô của bác kia kìa. Dạ vâng, để đợi tí Hải nó buộc lưới câu xong rồi Hải Béo đi ấy đi thả mồi xong đi. Hai anh em đang thả câu, đang buộc lưỡi này. Đi nghiên cứu xem chỗ nào nó phù hợp thì ngồi. Úi giời, đừng hai thằng đứng dẫm vào một chỗ. Nó lún nhanh lắm. Đây là cách móc mồi tôm này, đảm bảo con tôm còn sống thì mới cá nó mới cắn này. Em thả đi xong em buộc, phải nhớ phải chốt dây không thì nó ấy đấy. Thả đến đáy. Thả đến đáy xong buộc cái cước hoặc là cái cuộn nó vào một chỗ không cá nó lôi mất.
Đây buộc vào cái dây này. Nước chảy đấy. Tiền một vược có tầm khoảng nửa cân ấy, và mình cũng vừa được một bé hói nha. Bắt đầu thả câu cũng có tín hiệu rồi đấy. Đấy, một bé hói trong này này, cho các bạn xem. hai con đầu tiên thuộc về một cần thủ chuyên nghiệp và một cần thủ không chuyên nghiệp. Ra đây xem các hộ nuôi lồng bè đếm cá, cá giống, bán cá giống à, toàn cá song giống luôn. Bà con hãy phải khởi động. Ui, nhiều chưa? Nhiều nha. À, buộc này để cho nó có rơi xuống thì còn vớt được lên đúng không? À, được, hợp lý đấy. Nay tình hình cá mắm chán quá nhỉ. Câu mãi được hai con vược mới lại một con song. À quên, làm gì có được con song nào đâu. Được con hói. Trước cái câu thế nào, hàng tạ hôm nay. Chỉ khi quay đi quay lại gỡ cước thôi. Nắng quá trời. Hôm nay tình hình cá thất thu rồi các bạn. Đi câu cho nên là đấy, phải ngày nọ ngày kia chứ không phải ngày nào cũng được như ngày nào đâu. Cá mắm không cắn mà lại nắng cho nên là rất là buồn. Chỉ được mấy con cá hói thôi. Xong mấy này vược này không được mấy.